Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Kính thưa quý vị, thận là gốc của sự sống. Khi mà thận yếu đi thì cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Ngoài những nguyên nhân như là nhịn đi tiểu, ít uống nước gây ra sỏi thận thì các chuyên gia cũng cảnh báo rằng có những thói quen ăn uống sai lầm vào buổi sáng cũng là căn nguyên có thể gây ra bệnh. Chúng ta thường có xu hướng ăn uống theo sở thích cá nhân, chiều chuộng vị giác của mình bằng những món ăn khoái khẩu khác nhau. Liệu đã bao giờ các bạn tự hỏi những thực phẩm mà chúng ta ăn thường xuyên có tốt cho thận hay không ạ? Vậy nên trong video ngày hôm nay, An Tâm Sống Khỏe sẽ chỉ ra những thực phẩm mà chúng ta vẫn ăn thường xuyên nhưng lại là chất kịch độc, gây tàn phá thận nặng nề. Và hết, tôi sẽ giúp các bạn thay đổi thói quen xấu ngay từ ngày hôm nay. Để ý nghĩa và vai trò của thận. Thận là một cơ quan trong hệ tiết niệu, là cơ quan bài tiết chính của hệ tiết niệu trong cơ thể. Vị trí của thận là nằm sát thành sau của bụng, ở hai bên cột sống gần cơ thắt lưng chính. Chức năng chính của thận là lọc máu và các chất thải. Thận sẽ lọc các chất thải, chỉ giữ lại protein và các tế bào máu. Các chất thải được tiết ra vào dịch lọc để hình thành nước tiểu. Chức năng điều hòa thể tích máu. Thận có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát khối lượng dịch ngoại bào trong cơ thể bằng cách sản xuất ra nước tiểu. Khi chúng ta uống nhiều nước thì lượng nước tiểu sẽ tăng lên và ngược lại. Thận giúp hòa các chất hòa tan trong máu, độ pH của dịch ngoại bào và quá trình tổng hợp của các tế bào máu. Thận giúp điều hòa nồng độ các ion có trong máu. Ngoài ra, thông qua việc tổng hợp vitamin D để hỗ trợ kiểm soát lượng ion canxi trong máu. Có thể thấy, thận có ý nghĩa vai trò rất quan trọng đối với sự sống, giúp đào thải các chất cặn bã và chất độc ra khỏi cơ thể con người. Nếu thận khỏe, sẽ giúp con người được bài tiết được nhiều chất thải ra khỏi cơ thể. Và ngược lại, nếu thận không làm tốt nhiệm vụ của mình, các chất cặn bã sẽ không đào thải ra được mà đọng lại trong cơ thể. Những chất cặn bã sẽ tích tụ ở ngay trong thận, gây tắc nghẽn và làm thận càng suy yếu hơn. Từ đó, ảnh hưởng rất nhiều đến cơ quan khác trong cơ thể như bàng quang, tiết niệu, niệu đạo, tuyến tiền liệt, vân vân. Và còn ảnh hưởng đến ngoại hình như da đổi màu, rụng tóc, hơi thở có mùi. Vì vậy, muốn cho thận khỏe mạnh thì chúng ta cần tuyệt đối tránh xa những loại thực phẩm gây hại cho cơ thể dưới đây. Thứ nhất, thường xuyên ăn sáng bằng quẩy chiên, sữa đậu nành. Giống như các loại thực phẩm chiên khác, bánh quẩy trong quá trình chiên có hàm lượng calo cao và dầu mỡ cao, không dễ tiêu hóa vào buổi sáng. Quẩy và sữa đậu nành tuy tiện lợi nhưng lại có lượng chất béo vượt mức cho phép, gây khó tiêu. Ngoài ra đã có chứng minh, việc ăn quá nhiều quẩy chiên còn có tạo áp lực cho thận, gây suy thận. Thứ hai, đồ ăn mặn. Nếu không muốn nhanh chóng hỏng hết hai quả thận thì chúng ta dừng ngay thói quen ăn mặn lại, nhất là vào buổi sáng. Đây là thời gian cơ thể mệt mỏi, hồi phục sau một đêm thanh lọc và nghỉ ngơi. Khi ăn quá nhiều đồ mặn sẽ tăng áp lực lên thận, gây hại cho cơ quan này và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan. Bởi theo các nhà khoa học, mỗi ngày chúng ta chỉ nên tiêu thụ không quá 6 gram muối. Nếu vượt quá ngưỡng này, cơ thể sẽ có nguy cơ tích tụ sỏi thận. Thứ ba, đồ nhiều chất béo. Đây cũng là thực phẩm mà chúng ta cần lưu ý hạn chế chúng trong các bữa ăn hàng ngày. Khi tiêu thụ những món ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo như mỡ động vật, thực vật sẽ có nguy cơ dẫn đến bệnh sỏi thận. Nguyên nhân là bởi thức ăn giàu protein và chất béo sẽ tăng thêm hàm lượng cholesterol trong dịch mật, hình thành nên sỏi. Vì thế, bạn nên hạn chế cho cơ thể hấp thu những thức ăn này sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh sỏi thận rất cao. Thứ tư, thực phẩm giàu canxi. Canxi rất cần thiết cho cơ thể vì nó là chất dinh dưỡng có thể nuôi xương luôn chắc khỏe. Tuy nhiên, cũng vì thế mà nhiều người lại vô tình bổ sung quá nhiều thực phẩm chứa canxi vào trong cơ thể với mong muốn tốt cho xương. Nhưng với cơ thể con người, các chất dinh dưỡng thiếu thì không được, mà thừa cũng không xong là vậy. Một khi lượng canxi dư thừa nhiều sẽ tích tụ trong thận và hình thành nên sỏi. Vì thế, chúng ta phải biết cân bằng thực phẩm trong chế độ ăn hàng ngày. Thứ năm, bánh rán. Bánh rán là cái tên mà chỉ nghe thôi đã nói lên phần nào lý do tại sao bạn không nên dùng chúng vào bữa sáng. Nếu bạn không dám ăn nhiều khoai tây rán vì sợ béo, thì tại sao lại chọn bánh rán cho bữa ăn quan trọng nhất trong ngày này? Một miếng bánh rán ngập mỡ chứa 4 gram chất béo trans fat. Đây là con số nhiều gấp đôi so với tiêu chuẩn cho phép trong một ngày. Trans fat là loại chất béo sẽ gây ra cholesterol tăng cao trong máu, khiến mạch máu sau này bị nghẽn và hệ lụy không tránh được về bệnh tim. Bánh rán còn chứa lượng chất béo nhiều gấp 2 lần so với lượng trans fat. Tốt nhất là bạn hãy quay mặt lại về món bánh rán ít công nhiều tội này. Thứ 6, các món bánh ngọt bạn cũng cần lưu ý. Có thể từ cà rốt khiến bạn nghĩ đến bữa sáng đầy bổ dưỡng, nhưng một chiếc bánh có cà rốt luôn có độ béo cao và rất giàu calo. Một chiếc bánh cà rốt nhỏ chứa một lượng calo khổng lồ hơn kích cỡ của nó rất nhiều, khoảng 680 kcal và 40 gram chất béo. Và thực tế, gần như tất cả các loại bánh ngọt và bánh nướng nói chung đều có độ béo cao. Thứ 7, không uống cà phê trước khi ăn sáng.
Theo một nghiên cứu, nếu như uống cà phê khi bụng vẫn chưa có gì, hệ thống vận hành của cơ thể sẽ như gặp một cú sốc lớn. Lý do là bởi cà phê lúc này sẽ kích thích dạ dày, tiết ra axit vốn có, đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu hóa thức ăn, dẫn đến axit trong dạ dày tăng cao. Hậu quả là chúng ta sẽ bị đầy hơi, khó tiêu, khiến các bữa ăn sáng hay các bữa ăn khác trong ngày trở thành một trở ngại lớn cho dạ dày. Không chỉ thế, lượng axit lớn trong một dạ dày rỗng sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến niêm mạc dạ dày và ống tiêu hóa. Không sớm thì muộn, dễ dẫn đến viêm loét mạc dạ dày hay thậm chí tệ hơn là ung thư dạ dày. Mặt khác, nhiều người có thói quen uống cà phê vào buổi sáng để tỉnh táo. Tuy nhiên, một cốc cà phê vào buổi sáng là hoàn toàn tốt và là một cách tuyệt vời để có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn. Nhưng nếu 2 đến 3 cốc thì lại không phải là một lựa chọn đúng đắn. Cà phê chắc chắn làm bạn tỉnh táo hơn, nhưng sự phụ thuộc quá nhiều vào nó có thể làm xấu đi tâm trạng. Hơn nữa, nó không lành mạnh cho cơ thể của bạn. Trên đây là những loại thực phẩm không nên ăn vào buổi sáng. Vậy khoảng thời gian nào ăn sáng sẽ là phù hợp? Ngay sau đây sẽ là vài điều bạn cần lưu ý khi ăn sáng. Thứ nhất, bạn cũng không nên ăn sáng khi vừa ngủ dậy. Nhiều người có thói quen ăn sáng ngay khi vừa thức dậy. Theo các chuyên gia thì ăn sáng quá sớm không những không có lợi cho cơ thể mà còn ảnh hưởng đến dạ dày. Nếu thức dậy sớm thì tốt nhất bạn nên uống một cốc nước lọc ấm để kích hoạt hệ tiêu hóa cũng như thanh lọc cơ thể. Sau đó khoảng từ 20 đến 30 phút mới nên ăn sáng. Thứ hai, không nên ăn sáng quá muộn. Ăn sáng muộn khiến cho bạn mất cảm giác ngon miệng và cơ thể không hấp thu được hết những dưỡng chất mà có trong thực phẩm, gây rối loạn đồng hồ sinh học trong cơ thể. Tốt nhất nên ăn sáng trước 9 giờ sáng. Thứ ba, ngoài ra cũng không nên ăn sáng quá no. Một bữa sáng thích hợp sẽ tạo điều kiện để nạp năng lượng cho trước khi bắt tay vào làm việc. Nhưng việc ăn quá nhiều thức ăn vào bữa sáng, nó sẽ có tác dụng ngược lại. Vì vậy, tốt nhất bạn nên đặt ra lượng calo vừa đủ cho cơ thể để có một chế độ dinh dưỡng phù hợp nhất với mình. Thứ tư, không nên ăn đồ ăn vặt thay cho bữa sáng. Nhiều người do ngại hoặc không có thời gian nên thường xuyên có thói quen ăn bánh quy, chocolate thay cho đồ ăn sáng. Đồ ăn vặt chỉ cung cấp năng lượng tạm thời trong một thời gian ngắn. Ăn sáng với các loại thực phẩm khô sẽ dẫn đến bị thiếu hụt dinh dưỡng cũng như suy giảm về thể chất. Thứ năm, không nên hoạt động mạnh sau khi ăn sáng. Sau khi ăn từ 1 đến 3 tiếng, máu của bạn đang dồn về cơ quan tiêu hóa để có thể tập trung nhiệm vụ chuyển hóa thức ăn. Trong lúc này, nếu vận động mạch, máu sẽ phải phân phát ra khắp cơ bắp, làm dạ dày hoạt động kém hiệu quả đi, và thế là bạn bị đau dạ dày. Thứ 6, bạn không nên vừa đi vừa ăn. Nhiều người do không có thời gian nên thường xuyên tranh thủ vừa ăn vừa đi bộ. Đây là một thói quen không có lợi cho hệ tiêu hóa, nhất là tăng nguy cơ bị đau dạ dày. Thứ 7, đi tắm sau khi ăn sáng là không tốt. Nhiều người có thói quen đi tắm ngay sau khi ăn sáng mà không hề biết rằng việc này làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như đầy bụng, khó tiêu và không thoải mái trong một thời gian dài sau đó. Các bạn thân mến, thận được coi là một bộ máy lọc đối với cơ thể, giúp đào thải chất độc ra bên ngoài. Nếu thận làm việc quá tải, chức năng thận bị suy yếu sẽ dẫn đến các bệnh lý về thận như sỏi thận, viêm thận hay suy thận, vân vân. Và để duy trì chức năng thận thì một chế độ ăn uống có tác động lớn đối với sức khỏe của quả thận. Vì vậy, quý vị hãy tránh sử dụng 7 loại thực phẩm mà chúng tôi vừa kể trên và thay vào đó hãy bổ sung ngay những loại thực phẩm dưới đây được coi là thần dược cho thận, giúp thận yếu đến mấy cũng có thể khỏe lên bất ngờ. Vậy đó là những loại thực phẩm nào chúng ta nên ăn chúng ra sao? Xin mời quý vị cùng đón xem. Thứ nhất là tỏi. Tỏi không chỉ là một gia vị không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình, mà tỏi còn là một vị thuốc quý, một loại thuốc kháng sinh tự nhiên rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Tỏi có vị cay, mùi hăng, có thể nấu cùng các loại thức ăn hoặc ăn sống như gia vị cũng có thể được sử dụng làm thuốc. Trong các ghi chép thời cổ đại Trung Quốc, nó đã được đưa vào từ các vùng ở phương Tây, sau đó được người dân trồng trọt phổ biến. Tỏi có tính ấm và hương thơm, khi ăn vào cơ thể sẽ đi vào lá lách, dạ dày, phổi. Tỏi giúp làm ấm và loại bỏ chất ẩm dư thừa, giải độc, diệt trùng, loại bỏ vi khuẩn. Tỏi giúp giảm viêm và giảm cholesterol trong máu. Trong tỏi cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và chống đông máu. Tỏi có thể bổ sung hiệu quả các chất cần thiết cho thận, cải thiện các triệu chứng suy yếu do thiếu khí thận và thúc đẩy quá trình sản xuất tinh trùng. Do đó, nếu ăn tỏi thường xuyên có thể giúp cho số lượng tinh trùng được tăng lên rất nhiều. Nếu bạn đang theo chế độ ăn uống lọc máu, sử dụng bột tỏi thay vì muối tỏi để có thể làm thêm hương vị cho bữa ăn mà không cần bổ sung thêm natri. Có thể dùng tỏi với nhiều nguyên liệu khác nhau như thịt, rau hoặc nước sốt cà chua để có thể tăng thêm hương vị cho các món ăn. Thứ hai đó là bắp cải. Giống như giá đỗ, bắp cải rất dễ mua và rẻ tiền. Tuy có giá trị trao đổi buôn bán không cao nhưng giá trị dinh dưỡng của bắp cải lại không hề thua bất cứ các loại thuốc nào.
Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng bắp cải có khả năng chống ung thư, hỗ trợ tim mạch và bổ thận. Đặc biệt với phụ nữ có thai, bị thận yếu thì càng nên sử dụng bắp cải trong thai kỳ. Bởi trong bắp cải có chứa nhiều axit folic giúp hình thành ống dẫn thần kinh thai nhi. Bắp cải có nhiều vitamin nổi bật và nổi bật nhất là vitamin K, vitamin C, vitamin B6 và chất xơ tự nhiên. Ngoài ra, bắp cải có chứa các hợp chất hóa học có thể phá vỡ các gốc tự do trong cơ thể, giúp phòng chống ung thư và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nếu bạn đang theo chế độ ăn uống lọc máu, có thể cho thêm bắp cải vào món xà lách trộn hoặc ăn kèm cùng với các món cá bạn nhé. Thứ ba đó là hành tây. Hành tây là một trong những loại gia vị, rau củ quen thuộc trong văn hóa ẩm thực phương Đông và cả phương Tây. Không chỉ được ưa chuộng để sử dụng để tăng thêm hương vị cho các món ăn, hành tây còn được những nhà khoa học khuyến khích sử dụng bởi hàm lượng dinh dưỡng vô cùng dồi dào, phong phú và có lợi cho sức khỏe. Đông y dùng hành tây như một món ăn, một bài thuốc để điều trị các bệnh liên quan đến hệ miễn dịch, tim mạch và phòng chống ung thư hiệu quả. Đặc biệt người Ấn Độ còn dùng hành tây như một chất kích thích ham muốn tình dục cực mạnh cho đàn ông. Người Italy cũng dùng hành tây như một loại thực phẩm bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực cho nam giới. Chúng ta có thể ăn sống hoặc nấu chín kỹ hành tây khi chế biến thành các món thực phẩm khác nhau. Thứ tư là hạt dẻ. Đây là loại hạt được coi là vua bổ thận trong thế giới thực vật, đặc biệt là trong nhóm các loại hạt vỏ cứng. Ăn hạt dẻ thường xuyên có thể chăm sóc sức khỏe thận, giúp thận làm việc hiệu quả hơn nhờ tính bình, ngọt, làm sạch và thanh lọc thận tối ưu. Đồng thời, hạt dẻ còn rất tốt cho cơ thể nói chung và người có vấn đề về dạ dày. Hạt dẻ được xem là một món quà từ núi rừng nhờ những chất dinh dưỡng lành mạnh, dễ hấp thụ và có ích cho việc bồi bổ thể chất. Ngoài ra, nếu bạn thường xuyên bị đau lưng hay bạn cũng có thể ăn một số loại hạt dẻ trong bữa ăn vặt hàng ngày. Còn nếu bạn mắc chứng yếu thận thì cần phải ăn nhiều hơn để có tác dụng tối đa. Bạn có thể nấu hạt dẻ kèm theo các món ăn, ví dụ như khi nấu gà hoặc súp để mỗi món ăn đều rất thơm ngon và hợp khẩu vị. Trong trường hợp đơn giản nhất, bạn chỉ cần ăn một nắm hạt dẻ rang là đã có thể tận dụng được tối đa cho cơ thể. Thưa quý vị, như vậy thận có khỏe thì toàn bộ cơ thể của bạn sẽ khỏe mạnh theo. Ngược lại, nếu như thận suy yếu thì cơ thể sẽ không có sinh lực, thậm chí còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ quan nội tạng. Hy vọng với những thông tin hữu ích mà trong video ngày hôm nay chúng tôi vừa chia sẻ, có thể giúp quý vị và các bạn bổ sung ngay vào thực đơn ăn uống của gia đình mình những thực phẩm giàu dinh dưỡng có tác dụng thần kỳ cho thận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.